Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tu hành sâu xa bát nhã ba la mật đa, nên tập gần tam ma địa không, nên an trụ tam ma địa không, nên tu hành tam ma địa không, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc, nên tập gần tam ma địa vô tướng vô nguyện, nên an trụ tam ma địa vô tướng vô nguyện, nên tu hành tam ma địa vô tướng vô nguyện, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc, nên tập gần bốn niệm trụ, nên an trụ bốn niệm trụ, nên tu hành bốn niệm trụ, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc, nên tập gần bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên an trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nên tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc. Như vậy cho đến nên tập gần 10 lực Phật, nên hướng đến 10 lực Phật, nên tu hành 10 lực Phật, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc, nên tập gần 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nên hướng đến 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nên tu hành 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng đối với thật tế chẳng nên chứng đắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tuy tập gần tam ma địa không, an trụ tam ma địa không, tu hành tam ma địa không, nhưng chẳng chứng quả dự lưu, cũng chẳng chứng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng lại chẳng chứng quả vị độc giác. Tuy tập gần tam ma địa vô tướng vô nguyện, an trụ tam ma địa vô tướng vô nguyện, tu hành tam ma địa vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng chứng quả dự lưu, cũng chẳng chứng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng lại chẳng chứng quả vị độc giác. Tuy tập gần bốn niệm trụ, an trụ bốn niệm trụ, tu hành bốn niệm trụ, nhưng chẳng chứng quả dự lưu, cũng chẳng chứng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng lại chẳng chứng quả vị độc giác. Tuy tập gần bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, an trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhưng chẳng chứng quả dự lưu, cũng chẳng chứng quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cũng lại chẳng chứng quả vị độc giác. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng quả vị giác ngộ cao tổ. Này thiện hiện, thí như vị tráng sĩ, oai dũng mạnh mẽ, tướng mạo đoan nghiêm, người thấy hoan hỉ, đầy đủ quyến thuộc, rất thanh tịnh viên mãn, đối với các binh pháp, học đến chỗ rốt ráo, khéo cầm khí trượng, vững chắc bất động, 64 tài năng, 18 loại kinh thư, tất cả kỹ thuật, đều lầu thông, mọi người nhìn vào thảy đều kính phục. Vì việc làm khéo léo, nên công ít mà lợi nhiều, do đó mà mọi người cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, bấy giờ người ấy càng thêm vui mừng phấn khởi, tự bằng lòng với mình. Vì có duyên sự, người ấy dẫn đưa người già yếu và thân quyến đi đến địa phương khác, giữa đường ngang qua cánh đồng hoang vắng đầy hiểm nạn, nơi ấy có nhiều ác thú, giặc cướp, oan gia, tiềm phục các việc khiếp sợ. Thân quyến lớn nhỏ đều sợ hãi kinh hoàng. Người ấy tự trông cậy vào sức mạnh uy mãnh của mình, có nhiều kỹ thuật, nên thân ý thư thái, an ủi cha mẹ cùng thân quyến chớ lo sợ, sẽ làm cho hết khổ. Khi ấy, người ấy dùng xảo thuật khéo léo đưa các thân quyến đến chỗ an ổn, đã thoát nạn hiểm rồi, mừng vui thọ lạc. Nhưng vị tráng sĩ ấy ở nơi chốn đồng hoang, ác thú oán tặc, không có ý làm hại. Vì sao? Vì tự trông cậy vào sức mạnh, đủ các kỹ thuật, không hề sợ sệt,